Anh chị đang tìm một lô đất giá rẻ. Anh chị mình đang tìm một lô đất rộng để xây cất nhà vườn ở khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem một lô đất giá rẻ thuộc ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Và lô đất ngày hôm nay thì có tổng diện tích là 691m², ngang 10, dài 64 anh chị nhé. Tổng là 691m² và hiện trạng là đất vườn 100%. Và cái vị trí ngày hôm nay thì em cũng có kiểm tra sơ bộ thì khu vực này phủ hồng cho lên thổ cư. Cho nên là anh chị nào chúng ta muốn tìm một vị trí giá rẻ, yên tĩnh, xây cất một căn nhà vườn vừa túi tiền thì có thể quan tâm vị trí ngày hôm nay, bởi vì nó gần 700m² mà chỉ có 1 tỷ 3 thôi anh chị nhé. Giá bớt chút lọc may mắn cho khách thiện chí thôi chứ không có thương lượng nhiều, bởi vì là những cái sản phẩm giá rẻ như thế này thì thường là rao để mà bán thôi. Cô chú anh chị nào cảm thấy nó thích hợp túi tiền cũng như là đúng với cái nhu cầu của mình tìm kiếm thì chúng ta kết nối với em để đi xem trực tiếp anh chị nhé. Và phía bên ngoài thì đường xe tải chạy được, còn phía bên trong này thì xe hơi 4 chỗ là di chuyển tới đất. Đối diện cũng có nhà dân đang ở anh chị nhé. Em kiểm tra sơ bộ thì ngay cái khu vực vị trí này là phủ hồng cho lên thổ cư. Và vị trí nó nằm ngay ở cái đoạn này anh chị nhé, ngang 10, dài 64, tổng là 691m². Và khi mà anh chị mình mua thì sẽ kêu bên đo đạc, người ta xuống đo đạc lại và đóng cọc cho mình, để chúng ta có thể là biết chính xác vị trí. Và khi anh chị mua xong thì mình có thể là cho xây cái ranh gạch lên, nếu mà mình chưa về ở liền, mình cho xây ranh lên để mà giữ đất. 1 tỷ 3 anh chị nhá, chỉ bớt chút lọc cà phê may mắn thôi chứ không có thương lượng nhiều đâu. Cho nên là cô chú anh chị nào quan tâm vị trí này, thấy phù hợp nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì hãy gọi cho em để đi xem trực tiếp nhá. Ở đây là nó gần ngay khu bên khu Cát Tường Phú Sinh thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An. Chúc anh chị mình luôn nhiều sức khỏe, bình an, gặp may mắn. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.